đấy làm sao cho nó hiệu quả, vì chúng ta thời gian không nhiều. Đúng Thế đang thầy, là những tài liệu ví dụ như hợp đồng này thì thầy sau 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 buổi học thì thầy có thể xoay cho bọn em được không ạ? Ví dụ được như cái hợp đồng này. à, thế cái hợp đồng đâu rồi nhỉ, để tìm cái hợp đồng. Chuẩn bị đầy đủ rồi như nào. Em thưa thầy, trước đây thì em cũng đã từng dịch một số văn bản rồi ạ. Thì em cũng thấy là cái việc kiểu nắm chắc được cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình là một điều rất là quan trọng. Thì mà kiểu em cảm thấy cần phải có một cái áp lực là mình cần phải đọc thêm nhiều sách vở ấy. Nhưng mà em cũng vẫn chưa bắt đầu. Nhưng mà sau buổi học hôm nay thì nhờ cái việc là thầy kiểu hướng dẫn bọn em với cả giới thiệu về cái 6 cái điều kiện tiên quyết để có thể là một người phiên dịch kiểu kiểu như là khứa cứa, Hứa cửa. thì vâng thì em thấy là kiểu việc đọc sách là bắt buộc, nhưng kiểu, chắc là tương lai em sẽ tức là ngày mai em sẽ hành động luôn, là em sẽ phải giở sách ra đọc luôn đó. Nhớ nhớ phải chú ý, chúng ta sẽ phải còn phải phấn đấu rất nhiều. Thầy đó tin là các bạn sẽ không bỏ cái con đường đã chọn đâu, không bỏ cái nghề này, bởi vì cái dịch rất thú vị. Các em đi sâu vào các em sẽ cảm thấy dịch rất khó nhưng mà lại rất thú vị, không giống cái gì khác mà rất thú vị. Và vì thú vị như thế ta dấn thân vào, ta mới thấy thành quả. Và một cái nghề không bao giờ thất nghiệp, thầy đó nói trước, dịch là một cái nghề không bao giờ thất nghiệp, để các bạn yên tâm, không bao giờ thất nghiệp cái nghề dịch này. Về hưu rồi mà có năng lực, người ta vẫn mời đi dịch khắp cả. Người ta lại thích những người giỏi chứ không phải lúc bấy giờ trẻ với xinh đâu. Chả mà sinh mà vớ vẩn người ta lại không mời, người ta lại mời những người có trình độ, những người giỏi. Cho nên dịch là một cái nghề không bao giờ thất nghiệp, là một cái nghề mà thầy đang nói ban nãy đấy, là có một cái nghề nào mà gì 600 đô la một ngày, 800 đô la một ngày đâu, đúng không? Không có một cái nghề nào như thế. Người ta sẽ có cái hợp đồng này để ký gửi cho cả lớp này. Dịch là một nghề không bao giờ thất nghiệp, các bạn đã chọn đúng, nhưng mà phải đầu tư sức lực học hành và đặc biệt là không ngừng nghỉ thì mới có thể toại nguyện. Này đã có cái lĩnh vực. Dạ em thưa thầy ạ. Ừ, nói đi. Thực ra đúng là hôm nay lúc đầu là trước khi vào khóa học thì em cũng đã có suy nghĩ là có thể có lẽ em nghĩ là sẽ có rất nhiều bài tập, nhưng mà Chưa đúng là thấy, sau cái chưa buổi thấy. đầu tiên này thì em thấy là cái việc mà thầy đưa ra những cái tiêu chuẩn định hướng đối với công việc dịch thì em thấy là nó quan trọng hơn. Vì thực ra là mỗi người trong bọn em thì sẽ có những cái mục tiêu và những cái công việc nó khác nhau. Đúng Nhưng rồi. mục tiêu đối với cái độ thành thục trong cái việc dịch này thì nó cũng khác nhau ấy, và lĩnh vực cũng khác nhau. Cho nên là bài tập thì nó cũng không thể là trong một thời gian là 16 buổi mà có thể là giải quyết được hết cái Đúng rồi. vọng của tất cả mọi người ấy. Nhưng mà cái định hướng mà thầy đưa ra thì đúng là em cũng nhận thấy là mình có cái phương hướng ấy, mình mong muốn trở thành một cái người phiên dịch ở mức độ nào thì mình phải nó thì đều là có những cái tiêu chí chung để phấn đấu ấy. Thì nhưng mà em cũng có một cái là cái phương Băng pháp tăng lăn tăn và phương pháp để mà làm thế nào mà qua quá trình rèn luyện, không biết là phương pháp của thầy là để rèn luyện việc dịch của thầy nó cụ thể như thế nào ấy, thì em vẫn mong là thầy có thể chia sẻ thêm cho em vào buổi sau đấy, bọn em vào buổi Ok, sau ạ, có kinh thể nghiệm dùng cái biện pháp là rèn trao đổi kinh cụ nghiệm thể rồi. và hoặc là cái dụng như nó phải là hành động cụ thể của thầy ạ. Thầy đã dùng bí quyết nào để thầy có thể tiến bộ trong việc dịch ấy ạ?
hôm nay những cái cũng đó cũng chưa nói dạ đúng không? vâng Đồng ý, đồng ý, dạ hôm sau vâng sẽ nói. À, vâng hôm nay chưa thì nói cái đó, đúng dạ rồi, vâng kia dạ vâng những kinh nghiệm thực tế, vâng những kinh nghiệm thực tế 30 vâng năm nay, những kinh nghiệm thực tế từ công tác tác nghiệp dịch trực tiếp dạ và dạy trực tiếp. Dạy thì thầy dạy từ những năm 90, dạ chỉ dạy dịch thôi, chứ không dạy tiếng Trung. Trung Trung thì dạy từ những năm 68, dạ dạ tiếng vâng Trung ABC đấy, để cho đến 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 đến, đến sau này thì chuyên dạy dịch thôi đi. Từ những năm 95, 94 đến nay là vâng chỉ có dạy dịch thôi. Và đi dịch đấy, đấy như cái hình ảnh ban nãy là cái hình ghi lại một cái lần đi dịch hội thảo quốc tế. dạ Rất nhiều lần sau xin hứa sẽ trả nợ lần sau, kinh nghiệm thực vâng chiến, thực chiến, đồng ý.